on the mic from the Nam Kỳ, represent the Southside. Ai đi cầm mạ cơm còn đang quay sáng tối, khi nào bánh xe mày vẫn còn lăn khát khao, đầu xe còn nhức nhối. Trong nhớ thêm vào xăng vì xe hai thì nên có khói, bình xăng không thể cạn được cho bụng mày có đói. Nhưng chơi không gặp nạn bởi đường về được có lối, đến khi bão thì giao hè ra được bốn làng mình kết nối. Xe không còn gì vì đã xấu trái mà chích ly, trước khi bồ câu ập tới tổng bộ tàu lái Bolini. Nổ máy rồi đề ba đại khái vài cái lướt đi, nhưng mà khổ cái là đường hè nên có thể tốn thêm vài sĩ. Gái đẹp phía đằng sau tổng bộ chân dài và tên nách, để đưa mông nhỏng lên trời cho cuộc đời thêm phá cách. Mắt thiên thần tỏa sáng, sáng đẹp nhất đêm nay. Đi khi đi lượn đường nguyên giải mình sẽ đẹp nhất chứ không ai. Bao đi lượn với khớp ngoài đại lộ đông tây, mình sẽ thấy chiếc sông hai giáp đang lượn nhẹ như mây. Một phần rớt đầu hai đèn gương đồng sáng thẳng cây, nếu mày thích thì đi với tao, sẽ tới hiện cho mày thấy. Khi đi lượn với khớp ngoài đại lộ đông tây, mình sẽ thấy chiếc nông LX đang lượn nhẹ như mây. 450, 750 có mặt hết tại đây, nếu mày thích thì đi với tao, mình sẽ xin chỉ cho mày thấy. Sài Gòn khi về đêm là thế giới của tụi tao, tiếng đồng cơ hòa nhịp giấc ngủ khiến màn đêm tập ảo. Đi theo top số lượng đông gọi nôm na là đèn bão. Nếu mày thích tốc độ cao theo tụi tao là hoàn hảo. Nhìn phía trước cho tới đằng sau, đi xung quanh là sao xe rider. Xe cơ lướt và dạy thật mau, không cắn vai mờ. Thích thì xuống phố và lượn quanh đây đó. Đi mây lướt gió và nhìn Sài Gòn về đêm. Gắn mấy em trong góc cờ mặc quần cục tới hén. Đi từ đêm cho tới sáng cũng vì đam mê thôi. Số lượng xe lên tới ngàn, chứ mày nghĩ sao? Gặp bồ bồ không có ngán, bởi vì đam mê. Từ Nam Kỳ tới Điện Biên vòng qua khu Thanh Đa, hơn cả ngàn chiếc xe trên đường khiến người dân tránh xa. Ở trong đoàn muốn tạo nét, tao khuyên mày nên bớt nha. Nếu chẳng may mày gặp mình thì một cước phải bắt xe. Khi tao đi lượn với club mà đại lộ đông tây, mày sẽ thấy chiếc sông hai giáp đang lượn nhẹ như mây. Một phần rớt đầu hai đèn giữa đường sáng thẳng cây, nếu mày thích thì đi với tao, sẽ thể hiện cho mày thấy. Khi đi lượn với club ngoài đại lộ đông tây, mày sẽ thấy chiếc nông LX đang lượn nhẹ như mây. 450, 750 có mặt hết tại đây, nếu mày thích thì đi với tao, và tao xin chỉ cho mày thấy. In a new song, yo, hey, what the fuck, let me, here we go. Bắt đầu hư hỏng ra ngoài đời thì sao, mặt lồn bố láo cứ thích nhìn lên cao. Mắt trợn răng nghiến khi chơi đá vài tiếng, nghiện thì chơi thường xuyên nhưng chủ yếu mày có tiền. Không thích ảo giác, cứ tìm một cảm giác mới, đua xe đi bảo có máu liều mới dám chơi. Chơi cho hết để quên đời, nhưng sự thật mày đang lãng phí, và tao biết mày hết thời. Thì để nói mày chẳng còn kỹ. Tiền bạc tình yêu là những vật chất mà em đang chờ, dên đô mô chọt là những thứ mà em vẫn tôn thờ. Cho tiền em xài thì sẽ ai em cũng dám bước lên, hy sinh thể xác mặc cho người đó em không cần biết tên. Sự thật vẫn là anh với chiếc xe cũ kỹ ngày đó, vẫn là nó là tất cả đối với anh hiện giờ đang có. Nhưng lúc này anh không cần mơ đến tình yêu dài khờ, anh không là xe ôm nên đừng gọi anh khi em cần chở. Vấn đề mà không còn gì nữa thì mày sẽ ra sao, nếu người yêu không có được lửa làm sao có chim bao. Và tao chỉ muốn nói, hãy làm những gì mày thích và điều đó là khát khao. Vấn đề mà không còn gì nữa thì mày sẽ ra sao, nếu mày yêu không có được lửa làm sao có chim bao. Và tao chỉ muốn nói, hãy làm những gì mày thích và điều đó là khát khao. Cùng tao nghèo ha, tao ăn cơm với cá, ừ mày giàu ha. Mày đập đá, mày chịu cơ, mày có tay ga, mày có người đẹp, mày có bạn hồ từ số đông. Còn tao lao động, tao yêu tiền tao dù cho nó kém đi số không. Tiền mày nhiều ha, nhưng mày dùng để nuôi đỉ, tiền tao ít ha. Chỉ thích mua thần và bán quỷ để xây chuyển mơ tình thế mà tao muốn trên bàn cờ. Đồng tiền hiện giờ mày có là nhà ông bả lên bàn thờ. Không cần mày khe tao, cũng không cần mày phe tao. Dù thế nào trong tương lai đầu mày luôn nằm dưới bánh xe tao. Đồng tiền ở trong tay tao có khi là dao là kiếm, còn tiền ở trong tay mày ngoài kẹo là đỉ là điếm. Đời người mà ai tránh khỏi tham vọng, đồng tiền sẽ tự lên tiếng, mày không cần thiết nên căm hận. Cứ ngồi đó mà ôm mộng để rồi sau hay hơn ai. Khẳng định một điều duy nhất, nếu hơn được tao dù ở thế kỷ 22. Mà không còn gì nữa thì mày sẽ ra sao, nếu mày yêu không có được lửa làm sao có chim bao. Và tao chỉ muốn nói, hãy làm những gì mày thích và điều đó là khát khao. Vấn đề mà không còn gì nữa thì mày sẽ ra sao, nếu mày yêu không có được lửa làm sao có chim bao. Và tao chỉ muốn nói, hãy làm những gì mày thích và điều đó là khát khao. Một ngày dài chở ngoài đường làm cu ly cho người ta sai, tối về tắm rửa cho thơm tho rồi tiếp tục bay. Bình bồ đà hôm qua hút quá trời mà vẫn chưa hết, quyết tâm hôm nay chút hết tâm tư vào nó xiết cho chết. Bắt đầu phê nè, bắt đầu tê nè, bắt đầu đánh vần A B C D E nè. Thần hay
hay là quỷ, kể cả thời thiên đại thánh cũng hiện ra trước mắt tao làm trò hời điên dại. Tránh ra xa đi má, hát thánh ca đi má, hát cho quên cuộc đời khốn nạn. Không có tiền thì đi ra chân mang dép ướt tiền, mà cũng khoe khoang là đi ba rồi bám bá mấy con xì tin, rồi mang cái bệnh sida. Ghi ra từ sự thật mà tao suy ra từ xã hội chó. Khi đồng tiền làm chủ con người thì tưởng tượng là sẽ có cơm sườn trà đá massage đi ba đập gà. Nhưng sự thật trên răng dưới giá ảo mộng quá thì gặp ma. Nhưng mà không còn gì nữa thì mày sẽ ra sao? Nếu mày yêu không có được lửa làm sao có chim bao? Và tao chỉ muốn nói, hãy làm những gì mày thích và điều đó là khát khao. Vấn đề mà không còn gì nữa thì mày sẽ ra sao? Nếu mày yêu không có được lửa làm sao có chim bao? Và tao chỉ muốn nói, hãy làm những gì mày thích và điều đó là khát khao.